Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Nhĩ xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến thắng ở Bakhmut, trong khi Ukraine khẳng định vẫn chiến đấu vì thành phố. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy tuyên bố rằng họ đã chiếm giữ thành phố Bakhmut miền đông Ukraine, lặp lại tuyên bố của nhóm lính đánh thuê Wagner mà các quan chức ở Ukraine cho đến nay vẫn tranh cãi. Gọi thành phố Bakhmut bằng tên Azhytomyr là tên tiếng Nga có từ thời Liên Xô, bộ này cho biết, do các hành động tấn công của các đơn vị tấn công Wagner, được hỗ trợ bởi pháo binh và nhóm lực lượng quân Wagner, việc giải phóng Azhytomyr đã hoàn thành. Chỉ huy của Wagner tuyên bố quân đội của ông đã hoàn toàn chiếm được thành phố vào hôm thứ Bảy, trong khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định giao tranh vẫn tiếp tục, với lực lượng của Kyiv đang trấn giữ rìa phía tây của thành phố. CNN không thể xác minh độc lập các tuyên bố chiến trường. Trong các báo cáo gần đây từ mặt trận, quân đội Ukraine đã tập trung vào những tiến bộ đạt được ở các khu vực xung quanh thành phố, trong khi lực lượng Wagner cho biết họ đang củng cố lãnh thổ gần trung tâm thành phố hơn. Quân đội Ukraine đang giao tranh dữ dội với lực lượng Nga trong và xung quanh thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine tranh chấp gần 10 tháng nay, Thứ trưởng Hanna Malia nói. Cuộc giao tranh khốc liệt để giành lấy thành phố Bakhmut vẫn tiếp tục. Ngoài ra, vào ban ngày, đối phương đã tiến hành các hành động tấn công không thành công theo hướng Bila Hora. Bila Hora là một ngôi làng ở phía tây nam của Bakhmut. Các lực lượng Ukraine đã thành công trong việc giành lại các vùng lãnh thổ ở đó trong hai tuần qua. Trước đó vào thứ Bảy, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, tuyên bố lực lượng của ông đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh tàn khốc. CNN không thể xác minh độc lập tuyên bố của Prigozhin, và các quan chức Ukraine đã bác bỏ điều đó, nói rằng họ vẫn đang nắm giữ lãnh thổ ở rìa phía tây của thành phố. Prigozhin cho biết các chiến binh Wagner của ông đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề. Prigozhin says his Wagner fighters have taken full control of Bakhmut. Nghĩa là Prigozhin cho biết các chiến binh Wagner của ông đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner chiến đấu cho Bakhmut, đã nói rằng quân đội của ông đã chiếm hoàn toàn thành phố Donetsk, nơi đã xảy ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng. Cầm lá cờ Nga trước quân đội của mình trong một video được phát hành trên kênh Telegram của ông ta vào hôm thứ Bảy, Prigozhin cho biết lực lượng của ông ta đã thiết lập toàn quyền kiểm soát sau một cuộc bao vây gần như phá hủy thành phố. Ukraine đã phủ nhận các tuyên bố. Vào trưa ngày 20 tháng 5 năm 2023, Bakhmut đã hoàn toàn bị tạm chiếm. Chúng tôi đã hoàn toàn chiếm được toàn bộ thành phố, từ nhà này sang nhà khác, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội của ông sẽ bàn giao Bakhmut cho lực lượng Nga vào tuần tới. Giữa tiếng súng ồn ào phía sau, ông nói, chiến dịch chiếm Bakhmut đã kéo dài 224 ngày. Ông nói thêm rằng, máy xay thịt bắt đầu hoạt động vào ngày 8 tháng 10 năm 2022 nhằm tạo cơ hội phục hồi cho quân đội Nga. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới những người dân Nga đã ủng hộ chúng tôi, và những người đã chết trong cuộc chiến này, ông ta ca ngợi vai trò của các chiến binh của mình, nói rằng họ đã hành động cùng nhau như một đội được phối hợp nhịp nhàng, giống như một đội quân thống nhất. Newsweek đã không thể xác minh độc lập các tuyên bố và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để xin bình luận. Đại tá Sehise Revati, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy quân sự miền đông Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố của trùng Wagner. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói hôm thứ Bảy rằng tình hình ở Bakhmut là căng thẳng, đồng thời nói thêm rằng, đồng thời, quân đội của chúng ta vẫn đang bảo vệ khu vực Lytak, nơi quân phòng thủ kiểm soát một số cơ sở hạ tầng và công nghiệp.
Macedon của Phanasiotan đã tweet về tuyên bố của Prigozhin, đồng thời nói thêm, hãy xem thường những điều hắn ta nói. Một nhà báo khác của Phanasiotan, Christopher Miller lưu ý rằng Prigozhin đang đứng gần nhà ga xe lửa Bakhmut bị phá hủy. Mặc dù có thể lực lượng của ông ta đã chiếm được đoạn đường dài 400 giác cuối cùng và phá hủy các tòa nhà ở khu vực cực tây của thành phố, nhưng tuyên bố về quyền kiểm soát hoàn toàn của ông ta sẽ thuyết phục hơn nếu ông ta đứng dọc theo đoạn đường đó, ông viết trên Twitter. Trong đoạn video dài 6 phút, Prigozhin một lần nữa nhắm vào Bộ Quốc phòng Nga mà ông đã chỉ trích trong nhiều tuần, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimo, người có những quyết định khiến số người chết nhiều gấp 5 lần so với lẽ ra phải có. Tuy nhiên, ông ca ngợi Vladimir Putin, người đã cho chúng tôi cơ hội và vinh dự cao nhất để bảo vệ tổ quốc. Prigozhin nói rằng tập đoàn Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut vào ngày 25 tháng 5 để nghỉ ngơi và tái huấn luyện, giao nó cho quân đội chính quy của Nga. Làm thế nào Ukraine có thể bảo đảm một thỏa thuận cho F-16 trong vài tuần? Cuộc tấn công dữ dội trên quy mô toàn quốc Ukraine vào hôm thứ Sáu được kể là cuộc tấn công thứ 10 của Nga trong tháng 5 này. Những tháng trước, chỉ có 1, 2 hay 3 cuộc tấn công như thế là cùng. Trước tình trạng này, Hoa Kỳ đã quyết định đảo ngược chính sách trước đây liên quan đến các chiến đấu cơ F-16 để Ukraine có khả năng không chiến với các máy bay ném bom tầm xa của Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề How Ukraine might secure a deal for F-16s in weeks. Nghĩa là làm thế nào Ukraine có thể bảo đảm một thỏa thuận cho F-16 trong vài tuần. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO có thể thảo luận về việc cung cấp máy bay chiến đấu của phương Tây cho Ukraine tại một cuộc họp vào tháng 6. Điều này cho thấy rằng nếu mọi việc suôn sẻ, Ukraine có thể đạt được thỏa thuận mua F-16 để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nga trong vài tuần tới. Trả lời phỏng vấn tạp chí Der Spiegel của Đức vào ngày 18 tháng 5, ông Stoltenberg cho biết tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO có thể sẽ nêu khả năng chuyển giao những chiếc F-16 mà Ukraine đã kêu gọi trong suốt cuộc xâm lược của Nga. Chủ đề này cũng sẽ được nêu ra tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh ở Vilnius, Lithuania vào tháng 7. Vương quốc Anh và Hà Lan đã phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng cung cấp các máy bay do Mỹ sản xuất cho Kyiv. Tuy nhiên, mọi chuyển nhượng phải được chính quyền Biden chấp thuận. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã từ chối cho phép vận chuyển trực tiếp F-16 tới Ukraine. Nhưng hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ đã đảo ngược chính sách này và Tổng thống Joe Biden nói với các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G7 rằng Hoa Kỳ ủng hộ kế hoạch đào tạo phi công Ukraine lái F-16 theo Associated, nhấn mạnh việc đào tạo sẽ được tiến hành ở Âu Châu và có thể sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Các quyết định sẽ được đưa ra trong những tháng tới về thời điểm và số lượng máy bay chiến đấu sẽ được cung cấp cũng như ai sẽ gửi chúng. Biden nói với các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh. Ông Stoltenberg cho biết, chúng tôi liên tục thảo luận về câu hỏi liệu các máy bay chiến đấu hiện đại của phương Tây có cần thiết hay không, cả ở NATO và Ukraine. Tôi hy vọng rằng chủ đề này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng các nước NATO vào tháng 6. Ông nói thêm rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine cũng sẽ được yêu cầu đạn dược, phụ tùng thay thế và bảo trì các phi cơ chiến đấu bay suốt ngày đêm. Các quan chức Mỹ nói với CNN rằng chính quyền Biden sẵn sàng cho phép xuất khẩu F-16 sang Ukraine nếu các đồng minh của họ sẵn sàng gửi chúng đến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Chính phủ Anh ngày 16 tháng 5 thông báo Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã đồng ý xây dựng một liên minh quốc tế để giúp mua sắm máy bay chiến đấu. Hai nhà lãnh đạo sẽ làm việc để xây dựng một liên minh quốc tế nhằm cung cấp cho Ukraine khả năng không chiến, hỗ trợ mọi thứ từ đào tạo đến mua máy bay phản lực F-16, một tuyên bố cho biết. Thủ tướng nhắc lại niềm tin của ông rằng vị trí xứng đáng của Ukraine là trong NATO và các nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc các đồng minh cung cấp hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết vào ngày 15 tháng 5 rằng điều quan trọng là phải báo hiệu cho Nga rằng chúng ta, với tư cách là các quốc gia,
không có sự phản đối về mặt triết lý hoặc nguyên tắc đối với việc cung cấp cho Ukraine những khả năng mà họ cần, tùy thuộc vào những gì đang diễn ra trên chiến trường. Điều này tùy thuộc vào việc Tòa Bạch Ốc quyết định xem họ có muốn phát hành công nghệ đó hay không, Wallace nói. Newsweek đã liên hệ với NATO, chính quyền Biden, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Nga qua email để xin bình luận. Cựu tư lệnh Nga xé toạc sự vô nghĩa chiến lược của chiến thắng Bakhmut. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề. Former Russian commander rips strategic senselessness of Bakhmut victory. Nghĩa là cựu tư lệnh Nga xé toạc sự vô nghĩa chiến lược của chiến thắng Bakhmut. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Cựu chỉ huy Nga Igor Yurkin đã đánh bật sự vô nghĩa chiến lược của chiến thắng Bakhmut mà Nga tuyên bố hôm thứ Bảy. Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tập đoàn Wagner, một đơn vị bán quân sự, cho biết quân đội của ông đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut vào thứ Bảy sau nhiều tháng giao tranh giành thành phố Donetsk. Tuyên bố của ông, không thể được xác minh độc lập, đã bị Ukraine bác bỏ. Bakhmut nổi lên như một tâm điểm chính trong cuộc chiến Nga-Ukraine, do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động vào tháng 2 năm ngoái, khi cả hai bên giao tranh dữ dội và đẫm máu để giành lấy thành phố. Prigozhin ăn mừng điều mà ông ta cho là chiến thắng, nhưng Yurkin đã đặt câu hỏi liệu việc giành quyền kiểm soát Bakhmut có xứng đáng với những tổn thất mà Nga phải chịu trong các trận chiến hay không. Yurkin, người đã nổi lên trong thời gian Nga sáp nhập Crimea và bị kết tội vào năm ngoái vì đã tham gia vào vụ bắn rơi chuyến bay 17 của Malaysia Airlines, đã trở thành tiếng nói hàng đầu trong số những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga ủng hộ cuộc chiến Ukraine, nhưng ngày càng trở nên chỉ trích giới lãnh đạo quân sự Mạc Tư Khoa về bản chất trì trệ của cuộc xâm lược của Nga. Bakhmut đã về nhà, anh ta viết. Nó không kích thích tôi. Có tính đến những gì tôi biết về tổn thất, lãng phí tài nguyên, thời gian đã mất, và hiểu biết ban đầu về sự vô nghĩa chiến lược của hoạt động này. Các lực lượng Nga được cho là đã chịu tổn thất đáng kể ở Bakhmut. Mặc dù mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn chưa rõ ràng, nhưng hồi đầu tháng 5, Tòa Bạch Ốc ước tính rằng ít nhất 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở khu vực Bakhmut trong khoảng thời gian 5 tháng. Trong khi đó, các nhà phân tích quân sự đã đặt câu hỏi liệu Bakhmut có thực sự mang lại cho Nga một chiến thắng chiến lược hay không. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết chiến thắng của Nga trong thành phố chỉ có giá trị biểu tượng chứ không thực sự chỉ ra một sự thay đổi cục diện trong cuộc chiến. Trong một bài đăng Telegram riêng, Yurkin đã giải thích chi tiết về những lời chỉ trích của ông đối với giới lãnh đạo quân sự của Nga. Ông viết, các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đã không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng đã tắm mình trong máu rất nhiều gần Avedek, ở Mariinka và Ugoda, ông viết. Thật không may, không phải là máu của những người lên kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động này từ các trụ sở lớn, mà là máu của những người lính và sĩ quan tiền tuyến, được huy động, và tình nguyện viên. Trong khi đó, Prigozhin tự ca ngợi chiến thắng Bakhmut của mình trong một bài đăng trên Telegram. Vào trưa ngày 20 tháng 5 năm 2023, Bakhmut đã hoàn toàn bị tạm chiếm. Chúng tôi đã hoàn toàn chiếm được toàn bộ thành phố, từ nhà này sang nhà khác, ông ta viết, đồng thời cho biết thêm quân của ông sẽ bàn giao Bakhmut cho lực lượng Nga vào tuần tới. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia có giao tranh ác liệt ở Bakhmut. Tình hình là rất quan trọng. Đồng thời, quân đội của chúng tôi đang phòng thủ trong khu vực công viên, máy bay. Hiện tại, lực lượng quốc phòng của chúng tôi kiểm soát một số cơ sở hạ tầng và công nghiệp trong khu vực và các khu vực tư nhân. Đại tá Serhii Serevati nói với Reuters rằng tuyên bố của Prigozhin là không đúng sự thật, nói thêm rằng các đơn vị của chúng tôi đang chiến đấu ở Bakhmut. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh hồi đầu tuần cho biết Ukraine đã đạt được những bước tiến chiến thuật và hôm thứ Bảy cho biết Nga đang có kế hoạch gửi thêm quân tới Bakhmut. Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái khác vào Kyiv vào đầu giờ sáng, đánh dấu cuộc không kích thứ 11 của họ trong tháng này, chính quyền quân sự của thành phố cho biết hôm thứ Bảy. Đối phương đang làm hết sức mình để tấn công các mục tiêu quan trọng ở thành phố Kyiv, đồng thời làm cạn kiệt nguồn lực phòng không của chúng ta. Phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ina, nhận định. Bằng cách này, người Nga đang nhắm đến việc đặt dân chúng vào tình trạng căng thẳng về tâm lý một cách sâu sắc.
Đó là lý do tại sao họ tấn công Kyiv từ trên không gần như hàng ngày. Trận chiến giành Bakhmut diễn ra như thế nào trong vài tháng qua? Vào đầu năm 2023, các tuyến đường vào thành phố Bakhmut phía đông dần dần nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga, và trận chiến giành thành phố trở nên khốc liệt từng tấc đất, với việc lực lượng Ukraine đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công mỗi ngày. Thay vì tiến thẳng vào trung tâm thành phố, quân Wagner tìm cách bao vây thành phố theo một vòng cung rộng từ phía bắc. Vào tháng Giêng, họ tuyên bố chiếm thị trấn Soleda gần đó, và sau đó chiếm một loạt làng mạc ở phía bắc Bakhmut, khiến cho việc bảo vệ thành phố của Ukraine ngày càng trở nên nguy hiểm. Nhưng ngay cả khi quân đội Mạc Tư Khoa áp sát, và hầu hết cư dân chạy trốn qua các hành lang di tản nguy hiểm, một nhóm nhỏ thường dân Ukraine vẫn ở lại thành phố đổ nát. Trước chiến tranh, khoảng 70.000 người sống ở Bakhmut. Tính đến tháng 3, con số này ở mức dưới 4.000. Trận chiến được ví như kiểu giao tranh từng xảy ra trong Thế chiến thứ nhất. Hình ảnh từ khu vực cho thấy những người lính lội qua bùn với những cái cây bị đạn pháo quật ngã. Giờ đây, sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, hôm thứ Bảy tuyên bố rằng lực lượng của ông đã kiểm soát hoàn toàn thành phố, trong khi một quan chức quốc phòng hàng đầu Ukraine cho biết quân đội nước này đang giữ vững rìa cực Tây của Bakhmut. Nga tấn công Kyiv với cuộc không kích thứ 11 trong tháng này. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng Chủ nhật 21 tháng 5, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ina, cho biết báo động không kích ở thủ đô Ukraine chỉ im lặng trong 4 ngày của tháng 5. Các cuộc tấn công diễn ra thường xuyên trong khu vực. Ông cho biết, Nga đã sử dụng 20 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, và một trong những máy bay không người lái trinh sát Merlin của nước này trong cuộc tấn công mới nhất. Lực lượng không quân Ukraine đã xác định và tiêu diệt tất cả chúng, quân đội tuyên bố, và không ai bị thương hay thiệt mạng. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công không gây thiệt hại đáng kể cho bất kỳ cơ sở hạ tầng lớn nào. Sáng thứ Ba cũng chứng kiến một cuộc không kích tương tự vào thành phố mà Nga tuyên bố đã phá hủy hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, mặc dù quân đội Ukraine nói rằng tất cả 18 hỏa tiễn Nga phóng đã bị đánh chặn và phá hủy. Phát ngôn nhân ngũ giác đài, chuẩn tướng Patrider, cũng xác nhận rằng vác hệ thống Patriot này không bị hư hại và vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Phải chăng hệ thống Patriot của Hoa Kỳ đã hạ gục máy bay phản lực bên trong nước Nga? Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta không biết. Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố thay đổi chính sách liên quan đến việc cung cấp F-16 cho Ukraine, một bài báo đã xuất hiện bóng gió cho rằng quân Ukraine đã dùng hệ thống Patriot để tấn công sâu bên trong nước Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Did US Patriot System Down Jet in Russia? What we know, what we don't. Nghĩa là, phải chăng hệ thống Patriot của Hoa Kỳ đã hạ gục máy bay phản lực bên trong nước Nga? Những gì chúng ta biết, những gì chúng ta không biết. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Với các báo cáo cho rằng các hệ thống hỏa tiễn Patriot của Mỹ chịu trách nhiệm bắn hạ ít nhất một máy bay chiến đấu của Nga ở cự ly xa, ngày càng có nhiều đồn đoán rằng chúng có thể đã được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để hạ gục 5 máy bay trên không phận Nga vào ngày 13 tháng 5 vừa qua. Các quan chức lực lượng không quân Ukraine hôm thứ Bảy cho biết 2 máy bay chiến đấu và 3 máy bay trực thăng của Nga đã bị bắn hạ trên khu vực Ryan của Nga, nhưng dường như gợi ý rằng Ukraine không chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công. Truyền thông nhà nước Nga cũng đưa tin về việc nhiều máy bay bị bắn rơi trên lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine. Kommersant báo cáo rằng một máy bay chiến đấu Su-34 và một máy bay chiến đấu Su-35 đã bị bắn hạ, cũng như 2 máy bay trực thăng Mi-8 được cho là sắp thực hiện một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và bom vào các mục tiêu ở khu vực Chernihiv của Ukraine. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn dẫn đến suy đoán rằng Nga đã bắn hạ máy bay của mình vì lo sợ Ukraine xâm phạm lãnh thổ Nga. Vị Anh xác nhận họ đang cung cấp hỏa tiễn Storm Shadow có tầm bắn 155 dặm cho quân đội Ukraine.
Các nguồn tin của Nga đã đưa ra những lời giải thích mâu thuẫn nhau về lý do có thể khiến máy bay bị rơi. Chính quyền Nga ngay sau đó khẳng định rằng một trong những chiếc trực thăng đã bị rơi do hỏng động cơ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến cả 5 chiếc máy bay liên tiếp rơi xuống cùng một khu vực. Nhưng hôm thứ Sáu, một bài báo được diễn đạt cẩn thận nhằm bác bỏ khả năng Hoa Kỳ chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine đã khiến một số người trên mạng xã hội liên kết các vụ tai nạn với hệ thống Patriot. CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên và nhân viên quốc hội nói rằng quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất để bắn hạ ít nhất một máy bay chiến đấu ở xa của Nga trong những tuần gần đây. Mặc dù không nói liệu đây có phải là lãnh thổ của Nga hay không, câu chuyện lưu ý rằng các máy bay phản lực của Nga phần lớn ở phía sau các tuyến phòng thủ của Nga, khiến Ukraine khó tấn công bằng các hệ thống tầm ngắn hơn. Từ bài báo của CNN có thể cho rằng Patriot có liên quan đến một loạt vụ tai nạn hàng không gần đây ở vùng Ryan. Một người dùng Twitter tự nhận là cư dân cũ của Kherson, Ukraine viết. Bài báo không nói cụ thể rằng Patriot đã bắn hạ máy bay phản lực Nga ở vùng Bryansk, nhưng không có sự kiện nào khác được biết đến trong tuần qua phù hợp với mô tả được đưa ra trong bài báo. Người này nói thêm, Newsweek không thể xác minh ngay lập tức có phải đúng như thế hay không. Jimmy Ruston, một nhà phân tích an ninh ở Kyiv, cũng nhấn mạnh câu chuyện, nói rằng rất có thể điều đó giải đáp được bí ẩn về chiếc Su-34, Su-35 và hai chiếc trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn hạ ở Bryansk tuần trước. Người Ukraine có thể đã lén đặt một hệ thống Patriot gần biên giới và tấn công chúng ở tầm xa. Trong khi đó, Ukraine Battle Maps suy đoán rằng một hệ thống hỏa tiễn Patriot được đặt gần Chornivka ở phía bắc miền trung Ukraine sẽ có tầm bắn để bắn trúng hai máy bay chiến đấu và hai trong số các máy bay trực thăng, tùy theo nơi chúng bị rơi. Các hỏa tiễn được sử dụng trong các hệ thống Patriot có thể có tầm bắn vượt quá 93 dặm. Điều này sẽ khiến địa điểm xảy ra vụ tai nạn nằm ở xa nhất trong tầm bắn. Giả sử Ukraine đặt Patriot ở Chornivka. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine và Bộ Ngoại giao Nga qua email để bình luận vào thứ Sáu. Mỹ đã gửi cho Ukraine hai hệ thống hỏa tiễn Patriot vào tháng 12. Trong nỗ lực bảo vệ các thành phố và cơ sở quân sự của Ukraine khỏi sự tấn công dữ dội của hỏa tiễn Nga, vốn đã trở thành một đặc điểm chung của cuộc chiến kể từ khi các lực lượng Nga bị đẩy vào thế rút lui. Mặc dù chúng được dùng như một công cụ phòng thủ, nhưng việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất nhằm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga có thể gây ra khả năng leo thang ngoại giao giữa Mỹ và Nga. Từ trước đến nay, Nga vẫn mô tả việc cung cấp vũ khí của phương Tây là một hành động khiêu khích. CNN đưa tin các quan chức Mỹ cho biết Ukraine chịu trách nhiệm tự đưa ra quyết định về việc tấn công mục tiêu nào bằng hệ thống hỏa tiễn Patriot sau khi chúng được cung cấp. Biden gặp Zelensky của Ukraine tại Nhật Bản vào hôm Chủ nhật. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hiroshima, Nhật Bản, vào hôm Chủ nhật, nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine khi các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ báo trước về một hội nghị thượng đỉnh G7 thống nhất. Chúng tôi mong đợi rằng Tổng thống sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky vào 2 giờ chiều giờ địa phương Chủ nhật 21 tháng 5. Thiếu tướng John Kirby, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết vào hôm thứ Bảy. Ông cho biết, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục nhắc lại sự ủng hộ vững chắc và kiên quyết của Hoa Kỳ đối với Ukraine trong tương lai. Ông chỉ ra một tuyên bố đoàn kết mạnh mẽ từ các nước G7 chống lại cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh tuần này, bao gồm các biện pháp trừng phạt và thông báo về nỗ lực chung để đào tạo phi công Ukraine về máy bay F-16 là những nỗ lực được dẫn đầu bởi Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan. Khi được hỏi về khả năng Trung Quốc đóng vai trò trong việc chấm dứt chiến tranh của Nga, tướng Kirby cho biết Mỹ hy vọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi hội nghị thượng đỉnh tuần này là tín hiệu của sự quyết tâm. Chúng tôi hy vọng rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rút ra từ những gì họ đã thấy ở đây là có rất nhiều quyết tâm để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, như G7 đã nói, cho đến chừng nào điều đó còn cần thiết, và rằng Trung Quốc có thể đóng một vai trò có ý nghĩa trong việc giúp chấm dứt cuộc chiến này.
Biden cũng dự kiến sẽ có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Hàn Quốc Doãn Tích Duyệt và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào đầu giờ chiều Chủ nhật theo giờ địa phương. Tướng Kirby gọi các mối quan hệ là ưu tiên đối với Biden. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về an ninh, kinh tế và các chủ đề khác. Tưởng cũng nên biết thêm, G7 bao gồm các nền dân chủ công nghiệp hóa tiên tiến nhất thế giới, Mỹ, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản và Ý. Tokyo cũng đã mời một số cường quốc kinh tế đang lên khác và những nước khác trong khu vực tham dự các cuộc họp. Zelensky cho biết Ukraine đang phối hợp về vũ khí, phòng không và máy bay chiến đấu với các đồng minh sau cuộc đàm phán G7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết chính phủ của ông đang chuẩn bị các bước chung mới với các đồng minh để đáp trả cuộc chiến của Nga. Chúng tôi đang phối hợp các quan điểm của mình với các đối tác và chuẩn bị các bước chung mới. Quốc phòng, vũ khí, phòng không, máy bay chiến đấu. Chúng tôi thu hút càng nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo càng tốt vì lợi ích của Ukraine. Công thức hòa bình, các chương trình dài hạn để hỗ trợ Ukraine, tài chính và kinh tế, ông nói trong bài phát biểu qua video hàng ngày sau khi tổ chức các cuộc gặp với một số nhà lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản. Zelensky cho biết ông đã tổ chức các cuộc họp riêng với các nhà lãnh đạo của Vương quốc Anh, Ý, Pháp, Ấn Độ, Đức và Ủy ban Âu Châu. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông đã đệ trình công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine cho những người tham gia hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập vào hôm thứ Sáu. Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo đảm rằng sự tham gia của thế giới vào sáng kiến hòa bình của chúng ta ở mức cao nhất có thể, ông nói thêm. Zelensky đặc biệt đề cập đến Ấn Độ, nói rằng ông tin rằng nước này sẽ tham gia vào việc khôi phục trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc rõ ràng là cần thiết đối với tất cả các quốc gia tự do. Zelensky đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm thứ Bảy, đó là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai người kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Modi, người cho đến nay vẫn từ chối lên án cuộc xâm lược, cho biết Ấn Độ sẽ làm mọi thứ có thể để giúp kết thúc chiến tranh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.